Be strong. Hello, xin chào các bạn. Nay mình sẽ làm tiếp phần này nhé. Đây là video này mình sẽ hướng dẫn các bạn đánh bóng tay và tỉ tóc nhé. Cần bút bi, cần bút chì, bút chì kim nhé. Bút và bút chì 8B. Mấy cái tăm bông này. Ta đánh cái tay trước, xong đó ta tỉ tóc lên là tóc đè lên tay, không bị xấu. Theo nguyên lý là vì vậy. Nếu bạn muốn vẽ gì á, bạn phải vẽ mặt ở dưới trước rồi mặt ở trên sau. Song song thì nhé. Dùng tăm bông cái tay song song vậy. Bút chì kim này khi tô bóng là rất là đẹp, nếu các bạn biết sử dụng làm da về trắng đen da mình. Còn khi muốn tô đen á, ta chuyển qua bút chì than. Thank you.
gì thì cứ để lại bình luận phía dưới nhé, mình sẽ trả lời đầy đủ. Cho mình vẽ là mình hay chú tâm vẽ nên là mình nói. Nếu các bạn yêu thích video của mình thì các bạn đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé. Cảm ơn các bạn. Các bạn nha, mới đi ra ngoài một tí. Đó, bây giờ mình lấy cái bông tăng bông rồi mình đặt lên. Chỗ nó mời ảnh nhẹ nhàng, chỗ nào đen thì ảnh mặt tí rồi mình tô lại. Dùng cái gì kim nhé các bạn, mình chưa dùng gì thêm đâu. Mình đặt gì đó, mình thử là cái tô đậm này, mình đều thay tỉ này, đây gọi là tỉ.
càng đẹp. Nên bạn vẽ tranh của bạn không cần vội vàng gì. Nên kỷ niệm cho mình đẹp. Kim á, các bạn muốn cái đầu nó nhọn thì thường sẽ tóc á có cái một cái gọi là cái vuông tay á, đây nè, vuông tay nè, mình lấy một cái đầu chì vuông đó, thấy không các bạn, nó nhọn nên mình thấy xài tóc nhọn là đẹp. Đem nên là mình phải che lại nhé. Vì hôm nay video này là tránh che lại đỏ đem á. Video này là chỉ hướng dẫn tỉa tóc, tỉa từng sợi. Nếu bạn chưa quen thì bạn tỉa chậm. Mình tỉa quen rồi. Tóc thì mình cũng không thể giống 100% được, nhưng mà rất nhiều sợi tóc nên là giống na ná những cái gợn thôi. Tóc rối nhiều quá thì chúng ta bỏ cái phần rối đi, chúng ta vẽ những cái phần mà nó mịn á, nó làm đẹp những vật.
xong á, các bạn lấy tờ giấy ra, các bạn tập nhé. Đừng có tập trên hình mình đang vẽ. Lấy tờ giấy ra để mà tập. Tập quen cái tay đi. Các bạn nhìn mờ nhưng phải chứ mình chỉ an tỉ những cái cọng mà nhỏ thôi, tí nữa mình chỉ lại bằng cái bút than nhé mà đậm thêm. Xây tờ giấy cho dễ chạy, nhưng mà thôi thì vì mình đang quay video hướng dẫn mà khó thì nếu mình xây tờ giấy ra đúng chiều tay thì nó quen thì dễ hơn. Thank you.
không chính nha các bạn, đừng có tin nhiều, nhiều bạn là hành rối. Rồi bây giờ ta lấy 5 bông trước đã. Góc này tí nữa thì xong, tại vì mình đang thì in thì nhỏ á.
coi trên mạng YouTube và mọi người hướng dẫn một kiểu nhé, một kiểu đó là chắc mình là tự học thôi. Các bạn có yêu thích video của mình thì các bạn đăng ký kênh mình nhé. Mình sẽ vẽ nhiều cho lúc mình chăn hơn rồi. Còn cái này thấm mờ hơn nên tôi chỉ không biết đâu. Giờ nửa tiếng hồ rồi là chưa xong tóc
dành cho mình.
bạn có thể thi nhanh đi, thu nhanh video đi nhé. Còn mình thì không thể thi nhanh không được. Mấy gần tròn tròn á, mình thì như vậy thì cái tay mình xoay theo gần tròn thôi nhé. Thank you.
rối người xem. Okay.
chỗ này là các bạn đến kỳ thi xong mình lên qua cái kia là thấy luôn. Xong mình nhé các bạn, còn 53 phút rồi, còn 1 tiếng rồi, mình cũng sẽ buồn. Thì ngồi vẽ chân dung như thế này nó còn mỏi lắm chứ các bạn, được vẽ liên tục được nhé, tầm mấy tiếng. Theo một chiều nào tóc nó mịn thì có nhiều người đánh tóc đẹp hơn mình nhiều nên là mình đánh như vậy cũng là tạm được.
nay là tạm xong bộ tóc rồi nhé các bạn. Phần sau là mình sẽ tô phía dưới, tô phía dưới này cũng là tại vì này mình thực hiện khuôn mặt tôi còn bỏ cái phần tay đi. Nếu các bạn có yêu thích video mình thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Các bạn có muốn hỏi gì thì để lại comment phía dưới nhé các bạn. Cảm ơn các bạn, xin chào các bạn.